Hello các bạn, em mình xin mến chào các bạn trở lại kênh của em mì. Hôm nay em mình xịt ấm rê cho cô khách này nha các bạn. Bây giờ cái súng nè, đây có màu hồng em mình đã pha đổ vô đây nè các bạn thấy không? Pha với aceton cho nó lỏng lỏng như vậy nè. Đó rồi. Những cái clip kia em mình chia sẻ chi tiết. Bây giờ mình mở cái máy lên nha. Cái máy này mua Amazon đó các bạn nè. Mình xịt thử ra tấm giấy nè. Rồi bây giờ em mình xịt lên móng rài lên cho cô khách đây nha. Đó. Cậu muốn là cái màu đỏ đậm nó nhiều hơn cái màu hồng đậm nó nhiều hơn cái màu hồng lợt đó, nên em mình xịt rê lên. Rồi sau đó mình sẽ xịt với cái chân ấm rê. Thì em mình cũng chia sẻ với các bạn rất là nhiều rồi, thường khi ấm rê là mấy cô kia sơn cái màu natural xịt cái màu ấm rê ha, cô này sơn cái màu hồng vợt xịt cái màu hồng đậm. Nên sẵn đây em mình làm cái clip này chia sẻ với các bạn, ấm rê mình làm màu nào cũng được hết các bạn, mình pha màu mình đi với nhau thôi. Rồi có chỉ đưa cái hình cho em mì thôi, rồi em mì phải lựa hai cái màu em mì phối cho giống giống cái màu trong cái phone của cổ đó các bạn. Rồi mình xịt thì nó hơi dính không có sao các bạn, một lát mình lấy aqua hồ mình chừa cho nó sạch trước khi bỏ vô hơi nha. Nếu mà mình không chừa sạch mình bỏ vô hơi là nó bị khô, nó dính dơ lắm. Rồi nào bây giờ mình sẽ xé miếng giấy nè, xong rồi mình phải lót giấy cho nó đỡ dơ đó. Rồi bây giờ mình sẽ chùi nha các bạn, thấy mình chùi cho khéo, đừng có đụng cái nước sơn ở trên cái móng nha, vì cái nước sơn nó chưa có khô, mình đụng mà nó sẽ bị trầy là mình phải xịt lại nguyên ngón luôn, tại vì ấm rê nó trầy phải xịt nguyên ngón, chứ mình xịt chầm lên nữa nó còn cái nét mờ mờ không có đẹp nha các bạn. Đó bạn thấy đây, mình gói miếng giấy để cho nó khéo một chút, mình tấm phía dưới mình dịnh cho nó không có bung ra. Rồi đây cũng vậy đó. Rồi bây giờ mình sẽ cho hơi nha. Rồi cái phần đau hiếp phần biết lết mình xịt xong mình phải cho hơi nha các bạn, bây giờ mình xịt bằng màu treo đó. Rồi qua bên đây mình sẽ xịt tiếp cái bàn bên đây nha. Khi mà mình xịt được cái loại máy này mình thơm lên nó hơi ồn nha các bạn, nên em mình cố gắng nó lớn chút cho các bạn nghe cho rõ nha. Các bạn cứ lên Amazon các bạn mua máy, nó có rất nhiều cái mẫu máy cho mình chọn, nhiều màu luôn à, có nhiều loại 40-50 đồng cây, 50-60 đồng cây các bạn, cũng không có mắc. Còn một lát em mình sẽ zoom cái hiệu máy này em mình xài nè, cái hiệu này em mình thấy rất là tốt, nhưng mà có nhiều anh chị vô mua nó cái hiệu này với em mình á là đã hết sold out rồi, em mình cũng không có coi nữa, tại vì em mình mua rất là lâu rồi các bạn. Cái ấm rê này em mình xài là mấy năm nay rồi chứ không phải mới xài đây ha, tại vì mình làm ấm rê màu treo này nó sẽ tiện hơn là mình làm ấm rê bột. Em mình tiệm em mình cũng có làm ấm rê bột nữa, nhưng mà nhiều cô khách không có thích, tại vì ấm rê bột rồi cậu phải đổi màu hoặc là cậu sơn phen sơn nào nó khó, còn làm như vậy thì sao, khách muốn làm gì cũng được hết các bạn. Mình xịt hai bên hông nè. Rồi đó các bạn thấy chỗ đây có cọng tóc em mình lấy ra nha, cái neo nè đó. Mình lấy ra là nó có chấm trắng nè. Rồi bây giờ em mình sẽ chùi hai bên hông nha. Đó là lý do tại sao em mình mang cái bao tay đó. Rồi em mình chùi hai bên hông cho cô khách nè trước khi mình hơ. Còn cô khách nào mà có dẻ nữa thì mình hơ xong rồi mình dẻ nha, bình thường luôn cái màu treo luôn nó, các bạn thấy tàn miếng. Còn cô khách nào không có dẻ thì mình chùi sạch, mình cho hơ, cho hơ xong rồi là mình bỏ nước bóng là xong nha các bạn. Các bạn thấy không, chùi bằng aqua hồ thôi, không cần chùi bằng aceton. Rồi bên đây cũng vậy, các bạn thấy cô khách đụng tí xíu nè, mình xịt lại cho nàng tới chứ. Bây giờ không bao giờ mà mình đừng bao giờ mà rửa máy trước nha các bạn, khi nào mình làm bỏ nước bóng của khách xong rồi mình hả xúc máy, để nhằm khi mấy cậu lỡ bị trầy bị đụng rồi mình còn cái nước sơn đó mình xịt cho mấy cậu mình sửa cho nó dễ. Rồi mình hơi tay bên đây nha, nó các bạn thấy cái mẫu rất là đẹp ha. Bây giờ mình sẽ lấy nước bóng mình chuẩn bị bỏ lên cho cậu nha đó. Rồi bây giờ em mình sẽ đưa cái hình cho các bạn coi xem. Đó, cái hình của cổ nè, em mình lựa cái màu. It's very similar.
Đó các bạn thấy không, cổ đưa hình, nhưng mà cái giữa cổ khác, cái màu cổ lại mì lựa màu thôi, cái hình của cổ lấy trên mạng xuống là rất là giống nha các bạn. Đó các bạn thấy bây giờ mình làm á, đa số làm theo yêu cầu của những cái cô khách đem lại thôi. Rồi đây là hai bàn tay nè, nó các bạn thấy rất là đẹp luôn. Đó, rất là giống cái mẫu cổ đem lại. Bây giờ đa số những cái cô khách lại nhiều khi không có lựa màu luôn đó các bạn. Cậu cứ đưa cái hình trên phone thôi, rồi mình đi lựa những cái màu mà tương tự như vậy cho mấy cậu. Rồi bây giờ mình bỏ nước bóng nha. Các bạn thấy không, mình hơi cơ bỏ nước bóng. Cái màu nó rất là đẹp. Này là hai cái màu hồng, màu hồng dẹp với màu hồng đậm đó các bạn. Các bạn thấy làm bấm rê như kiểu em mình rất là nhanh luôn. Em mình bảo đảm với các bạn là không có tróc đâu nha. Các bạn đừng có nghĩ nước sơn pha acetone xịt nó bị tróc. Các bạn thấy em mì xịt không? Nó ăn rất là đều, rất là đẹp luôn. Tại vì em mì đã chia sẻ về cái vụ làm ấm rê này cũng lâu rồi. Mà tiệm em mì là làm hồi đó giờ là ấm rê là đắt lắm các bạn. Không có ấm rê bột luôn. Những cô khách của em mì rất thích ấm rê màu treo. Lần sau cũng thích ấm rê nữa, có chuyển sang ấm rê trắng hồng, hay có chuyển sang ấm rê bất cứ màu nào cũng được, hay là cổ muốn làm fan, hay là cổ sơn màu na trời gì cũng được. Tại vì cái bột của mình là bột clear. Các bạn biết mình làm ấm rê là bột màu á, thì mình ăn tiền cũng ngon, mà khách mà có hư ngón hay ngón lại sữa thì cũng hơi mất công hơn. Hoặc là khách mà muốn đổi á, mà cổ không có thích. Giống như từ ấm rê hai cái màu này, cổ muốn đổi qua ấm rê trắng hồng là phải tháo ra làm bộ mới nè. Còn làm theo cái cách của em miệng vậy thì sao, làm ấm rê trắng hồng thì mình cũng làm feel bình thường thôi, rồi mình xịt ấm rê trắng hồng. Rồi nó các bạn thấy không, cái mẫu rất là đẹp luôn. Cái nail ship, cái o mình mà o mình này cũng hơi hoa mình thôi. Rồi cái móng của cổ nó hơi to bị ngang đó các bạn, nên cổ không muốn ship vuông như trong hình, cổ muốn ship về cho nó tớp lên. Đó, rồi lại mì xong một bộ ấm rê rất là gọn gàng, nhanh gọn lẹ luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ em mì xin kết thúc cái video này tại đây nha. Em mì xin hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Thân ái chào các bạn.